Giới thiệu các bạn, chú bán vé số này, chú bán chú đi ra tới đâu là chú đem đồ chú ở đó luôn hả? Không hứa với chú không vô chạy chú trông. Cái này bình gì đây chú? Dạ, đi không hứa. Không hứa hả? Ngày bán được bao nhiêu tấm? Em bán lần này bán 300 tờ mà sáng đẩy bắt chú chạy ấy chú à. Chạy hả? Dạ. Mình đi bộ hả em? Em đi chơi rồi, chú xuống mà chạy về em bắt chú đi bắt chú đi bắt chú á. À. Ê, rồi mình đi xe đò từ đâu lên đây? Kiên Lương. Kiên Lương hả? Rồi bán ngày 300 tấm được bán hết không? Ừ, cũng như nó hết rồi. Còn này bao nhiêu gì nữa hả? Rồi trời mưa trời gió làm sao? Thì em có đầu mưa em lên xe. À, để tới đâu ngủ tới đó luôn hay gì? Em về luôn. À, đi về trong ngày luôn hả? Dạ. Rồi ăn uống làm sao? Thì em mua cơm hộp ăn. Mua cơm hộp ăn thì nắng nôi quá mà thì mình đi bộ gì không đó hả? Dạ. Rồi khổ ghê. Rồi nắng nôi không được nghỉ ghê. Mấy bọc đồ này dạ, ăn uống thì... nước uống. À, gì? Nếu mưa em bỏ về. Rồi có gì cũng tiếp cho cái này không sao đâu. Ha, mình cái này 18 đúng không? Dạ. Mà tiếp giờ tờ đi. Dạ dạ thôi cái này cố gắng ha con tiếp cho thì chứ giờ cái nó còn khoảng nhiêu tấm nữa. Rồi cái này như đây. Sáng giờ em luôn. Em bắt hút nên nó hút ấy quá. Không tại vì bắt số không? Dạ. Cái này bao nhiêu tấm đây? Thôi cứ lấy đi tiếp cho chứ. Số kiếm người chứ người không kiếm số được đâu. Thấy chú bọn đi tới đâu nè, ba lô, bảy ba lô nè. 14 tờ. Rồi. Chú chờ một chút ha. 14 tờ hả? Đây 10 tờ nữa hả? Là 240 đúng không? Rồi cầm đi. Bên này là tổng cộng đưa 300 đúng không? Rồi, chú thôi là 60 đi. Còn các tàu tiếp luôn đi, khoảng 20 đến 300 đi. Cũng bộ em đi. Rồi vậy là đủ 300 đúng không? Rồi được rồi, khỏi cần thối. Đếm tổng cộng là hết cái tổng hết là cái đủ 3 tấm không? Đếm giùm đi. Cái này tấm này 3 tấm này nữa đúng không? Có đâu. Cái này. Rồi đếm nè. 1 nè phải không? À. 2 nè. 4 nè. 6 nè. 8 nè. 10 nè. 12 nè. 4 nè. 6 nè. Bộ ghê. 18 nè. 20 nè. 22 nè. 24 nè. 26 nè. 28 nè. Chừa 2 tấm này làm sao? Thì chú lấy trả tiền cho em. Vậy 2 tấm này chú chừa lại hay gì? Không có, tại em mới tháo ra. Mới tháo ra hả? Thôi đổi 2 tấm này, 2 tấm đổi 2 tấm này đi. 2 tấm đổi 2 tấm lấy 2 tấm này đi. Dạ. Cái này trung đài hay là khác đài gì? Đài luôn. Trung đài hết trơn luôn đó hả? Dạ. Long An không còn đài nào khác sao? Thôi gì được rồi, cảm ơn. Dạ. Thôi được rồi, thôi lấy đại đi. Số kiếm người chứ người sao kiếm số được. Thôi chúc mua may bán đắt ha. Dạ. Cảm ơn chú ơi. Dạ. Rồi cái này còn sao mình có thuốc thang gì không? Dạ em mới hút thuốc uống. Thuốc nam hay mình dùng thuốc tây vậy? Thuốc nam, thuốc tây có thuốc tây. Còn mình một ngày mình đi xe đò hết nhiêu tiền xe đò? Em đi về em tốn 50.000 rồi hấu thuốc mình muốn cho tàu chuyện người ta đi chặt thuốc á cho 50.000 nữa là 100.000 à người ta cho hả cũng như người ta công người ta đi chặt á mình muốn cho nhiêu là cho nói chung là cái tâm của mình cho người ta nhiêu cho chứ người ta không đòi hỏi dạ. À mình lấy thuốc nam ở đâu ở bên chợ Đình Quỳnh á Đình Quỳnh ngay trong cái chỗ từ thiện cái cầu Đình Quỳnh đi vô phải không dạ mình đi xe đòi đó hay là mình đâu em bán bộ đi dài vô giờ ế vợ về em đi bán ngày về trời thì cảm ơn thôi chúc sức khỏe nha dạ, cảm ơn chú ơi trời đi lạy quẩy không biết có chú không nhưng mà thôi gắng đi ha chúc mua ai bán đắt không chú đi bán mấy số tội nghiệp các bạn không đi đang quậy đang đi lò bò khổ ghê không Thank you.